Với bạn trai bạn thường thường nắm tay đi đâu chơi? Dạ bình thường đi ăn uống dạo siêu thị hoặc là những cái khu đông đúc một xíu. Đông đúc một xíu. Có bao giờ đến nơi có hai người chưa? Dạ tất nhiên là có rồi. Đúng không? Vậy có bao giờ nắm tay vào khách sạn nơi có hai người và thế giới đều thuộc về chúng ta chưa? Dạ có. Em đang đến từ kênh Girlzone TV, thấy em ăn mặc đẹp và dễ thương quá nè, em đang đi đâu vậy? Em đang đi siêu thị. Đi siêu thị, em có thể dành cho anh ít thuốc được không? Ok anh. Mũi đốt luôn, chẳng nghe. Đầu tiên cho anh hỏi em tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu? Em tên Tú Linh, hiện tại em 20 tuổi, em đang ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tên là Tú Linh, tên rất đẹp ha. Em có người yêu chưa? Em là người đã có người yêu. Em đang sợ ế đây này đúng không? Đúng rồi. Em đã làm gì có người yêu? Em đã sợ ế đây này. Đầu tiên cho mình hỏi bạn tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu? Mình tên là Dung ha, năm nay thì tuổi hơi tới nhiều một xíu. Có nghĩa là mình trên 18 tuổi là được. Dạ em trên 18 tuổi rồi. Bây giờ bạn đến từ đâu ha? Mình ở gần đây. Có nghĩa là người thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có người yêu chưa? Nói chính xác hơn là bạn có bạn trai chưa? Anh nhìn em coi có chưa? Chắc là có rồi nha. Đầu tiên anh hỏi em tên gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu nè? Em tên Trân. Em quên tuổi em rồi. Quên tuổi em rồi. Em đến từ đâu? Em thành phố Hồ Chí Minh. Em từng có bạn trai chưa? Dạ rồi. Hiện tại bây giờ còn quen không? Dạ không. Sao vậy? Sao lại không còn quen nữa vậy? Hai đứa quen nhau bao lâu mà lại chia tay? Dạ thì không quen nữa. Em đã từng có bạn trai chưa? Có rồi. Từng có rồi đúng không? Khi yêu nhau hai đứa có bây giờ nắm tay đi đâu chưa? Nắm tay nhau đi xem phim nè. Đi dạo phố nè. Đi ăn nè. Đúng rồi. Có bao giờ nắm tay lên khách sạn để ăn với nhau chưa? Bạn ăn em ăn bạn chẳng hạn. Cái này để chắc là phải tìm bạn trai mới để thử ha. Cái này em chưa được thử. Nếu bạn trai quen với em được một tuần, em cũng yêu bạn trai đó và bạn trai đó cũng yêu em, thì bạn trai đó nói em ơi có thể lên giường với anh được không, thì em có chịu lên hay không? Quen nhau được bao lâu thì mới chịu lên nè? Cái đó là tùy cảm xúc của mình thôi, khi nào thấy được thì được chứ không có định bằng thời gian được. Bạn với bạn trai bạn thường nắm tay đi đâu chơi? Dạ bình thường đi ăn uống dạo siêu thị hoặc là những cái khu đông đúc một xíu. Đông đúc một xíu. Có bao giờ đến nơi có hai người chưa? Dạ tất nhiên là có rồi. Đúng không? Vậy có bao giờ nắm tay vào khách sạn nơi có hai người và thế giới đều thuộc về chúng ta chưa? Dạ có. Vậy hai đứa bạn khi mà lên giường thì sẽ làm gì? Dạ lên giường thì làm gì chắc mọi người cũng tự hiểu được. Anh đâu hiểu, bao giờ mới hỏi nè. Hiểu hỏi chi? Dạ thì nói chuyện. Nói chuyện. Dạ. Nói chuyện xong rồi làm gì nhở? Cũng có rồi gì nữa? Rồi ngủ hả? Chắc em nói ngủ không ai tin đó đúng không ạ? Còn làm gì nữa? Dạ. Có bao giờ tập thể dục để cho mệt rồi dễ ngủ không? Dạ có. Mình tập môn gì để cho mệt thì dễ ngủ, người ta yoga hay gì? Vô rồi ga Ôi anh nói đúng ý quá à không? Em có từng hôn một chàng trai nào chưa? Khi hôn chàng trai thì cảm giác trong lòng em như thế nào? Có nạo được không? Có cái gì mà nó sung sướng? Em có nở hoa gì không? Lăng lăng tê tê. Và ai cả đại? Khi mà đã tiếp cận nhau gần như vậy rồi mà còn thêm cái hành động tác động là xu đồ vé nữa thì em cảm giác pháo của bạn ấy có lên không? Có không? Nhìn anh với ánh mắt kỳ cục gì? Có lên không nè? Em không cảm giác được. Sao không cảm giác được? Cái này là cơ thể của mình rồi mà sao không cảm giác được? Không, anh đang hỏi của bạn em mà. Của bạn em nhưng mà em đứng sát bạn đúng không? Cái gì bình thường nó gì rồi tự nhiên nó lòi ra thì nó đụng dính mình, mà đụng dính mình là cơ thể của mình thì mình phải cảm giác được. Em có cảm giác được hay không? Không tại vì nó sao ta? Nó vẫn chưa đủ sát hả anh? Chưa đủ sát. Nếu bạn trai em có cá tháo lên nòng thì em xử lý như thế nào? Em xử lý bằng tay hay xử lý bằng miệng? Hai đứa có từng hôn nhau chưa? Dạ có. Cái dạng hôn sâu, môi chạm môi, răng chạm măng, lưỡi chạm lưỡi, rồi nước bọt từ bên này tuôn qua bên kia.
Dạ có luôn. Ờ, cái đó gọi là hôn sâu. Vậy là khi hôn sâu thì bạn trai em sẽ lấy cái tay đặt ở vị trí nào trên cơ thể của mình? Bạn kia kia phải hỏi nha. Dạ thường là ôm eo. Ôm eo. Dạ. Bạn trai em sẽ ôm eo em. Dạ. Eo là cái vùng trung tâm của cơ thể đúng không? Dạ. Phần nửa này, phần nửa dưới. Chỉ có bao giờ bạn trai em gờ xuống vòng 3 và tiến lên vòng 1 chưa? Như là có vòng 3 đó. À có vòng 3. Rồi mấy ngón tay của bạn trai em thẳng đơ gì hay là có cử động? Dạ có nhúc nhích. À có nhúc nhích. Còn ngược lại, em sẽ để cái bàn tay xinh xắn của mình lên đâu của bạn trai mình? Dạ em hay để ở vai với cổ. Vai với cổ. Dạ. Còn đâu nữa không? Ngực. Vậy có bao giờ em xu đầu dế bạn chưa? Là sao anh? Xu đầu dế em cứ đập ngược lại, đập chạy từ ra thôi. Xu đầu dế. À, có chưa? Dạ có. Không mà cái đó giờ em thấy giờ giống như là sở thích của mấy bạn nữ, ngồi sau xe cũng thích nữa. Em thích cái dạng trai Á hay trai Âu hơn? Dạ, trai Âu. Trai Âu, tại sao em lại thích trai Âu hơn? Dạ tại vì em có thần tượng của em anh đó. Thần tượng em là ai? Justin Bieber. Justin Bieber. Vậy khi mà anh Justin Bieber ảnh có nhiều tấm hình á, ảnh show cơ thể của anh, body của ảnh á, thì em có cảm giác như thế nào? Em có đạo được hay không? À dạ không. Em thấy ảnh đẹp nên là mình càng hâm mộ ảnh hơn. Càng hâm mộ ảnh hơn. Nghe nói là Justin Bieber rất là dính tới nhiều cái vụ giống như là chơi ma túy hoặc là tàng trữ ma túy. Em nghĩ em có tin hay không? Dạ không, em chỉ thần tượng ảnh về mà âm nhạc thôi, còn mấy cái khác em không quan tâm. Thế em á là yêu rồi mới cưới hay cưới rồi mới yêu? Yêu rồi mới cưới chứ anh. Yêu rồi mới cưới đúng không? Vậy mình quan hệ trước khi cưới hay cưới rồi mới quan hệ? Em nghĩ là nên quan hệ trước khi cưới. Tại sao lại quan hệ trước khi cưới? Vì giáo dục giới tính cũng có nói là mấy cái vấn đề là mấy vấn đề nhạy cảm, nên là mình cần kiểu như là tiền hôn nhân á, thì cái sao đảm bảo cái cuộc sống hôn nhân sau này nó sẽ hạnh phúc hơn. Có bao giờ em say chưa? Say á, tỉnh. Thường xuyên. Thường xuyên. Khi em say em có cảm giác với con trai không? Em muốn gần con trai không? Có nha. Có hả? Đúng rồi. Thì có bao giờ em gần anh nào đấy chưa? Thật ra thì thường là em đi nhậu với bạn em không ạ? Bạn em có con trai hả? Không. Không có thì luôn. Vì thế em á, con trai khi say rồi á, họ có mong muốn cái chuyện gần gũi con gái không? Tùy người nữa anh. Tùy người hả? Em có quen một anh này. Sao nhỉ? Đi nhậu nhưng mà không nắm tay không gì hết. Vậy cả nội. Chết mẹ, có giờ chúng anh thì sao? Còn quen không? Còn số điện thoại không? Có gì không. Mà cho anh? Để anh đúng rồi. Nha. Yeah. Vậy chị đó với em á, con trai khi say họ nói họ làm những việc trong lúc say họ không nhớ, ngay cả việc lên giường với một cô gái xa lạ họ cũng không nhớ. Em tin không? Không. Tại sao họ không tin? Không say cỡ nào thì say, nhưng hôm sau vẫn nhớ, không thể nào quên được. Thì hả? Vậy cái chuyện mà say mất trí nhớ là không bao giờ có? Đúng rồi. Em có bao giờ có chưa? Em có rồi. Em cho có. Nên là em mới biết là không thể nào quên được. Có nghĩa là nhớ hết, ví dụ em lầy, em đứng trên bàn, em nhảy, em la với, em nhớ hết. Em nhớ hết, chị lên dậy rồi hơi quê xíu thôi. Trời ơi, bá đạo. Bây giờ có hai chàng trai đến cua em cùng một lúc. Một cái là có thời gian dành cho em nhưng mà lại không có tiền. Một cái là có tiền nhưng mà không có thời gian dành cho em. Thì em sẽ chọn ai làm bạn trai của mình? Dạ chắc chắn là có thời gian dành cho em. Tại sao? Em không quan tâm tới vấn đề kinh tế sao? Trong khi đó vấn đề kinh tế là vấn đề rất là quan trọng trong thời đại xã hội hiện nay. Dạ cũng đúng. Nhưng mà đối với em thì kinh tế em có thể tự kiếm được. Nếu bạn trai có thể lo cho em thì cũng tốt thôi. Nhưng mà em cần người có thể thời gian chăm sóc em hơn. Tại vì con gái mà đôi khi thì người ta cũng cần tình cảm nhiều hơn là tiền bạc. Theo em á, con gái đến độ tuổi nào là có thể chịu được trách nhiệm cái hành vi của mình? Thường là người ta hay nói 18 tuổi. Nhưng mà em nghĩ thì đối với những bạn mà đã có nhận thức rồi thì em nghĩ chừng 16 là mấy bạn đã rất rõ được cái hành vi của mình rồi, thì chừng đó là mấy bạn đã có thể chịu trách nhiệm rồi. Có thể làm được chuyện đó rồi đúng không? Dạ đúng. Và em khuyến khích là đủ 16 tuổi cho lên hẳn lên làm đúng không? Cái đó thì em không phải là em khuyến khích, nhưng mà em nghĩ là mấy bạn có thể chịu trách nhiệm với lại cái hành động của mình rồi. Theo em á, độ tuổi như thế nào đối với con gái nha, thì cái có thể chịu được trách nhiệm cái việc làm của mình được?
mấy tuổi có thể chịu trách nhiệm là có thể quan hệ được đó, nó trắng trợn hay là gì luôn đó. Đủ chín chắn, đủ suy nghĩ thôi. Đủ chín chắn, đủ suy nghĩ là bao nhiêu tuổi? Em thấy bây giờ nó phải tầm 20 mới suy nghĩ được. Tại vì 18 tuổi thì cũng còn vẫn còn đang đi học, chưa có suy nghĩ nhiều. Ủa 20 nghỉ đi học à? Không, là em nghĩ là 18 đó. Ví dụ như là 18 đúng không? 18 thì mới học cấp 3 thôi, chưa có va chạm ngoài đời nhiều, chưa có suy nghĩ nhiều. Đến khi 20 thì may ra. À, nếu như mọi người thấy video clip này hay thì mình hãy like, subscribe và share cái video clip này nhé. Chúc cho Gzone TV với lại mọi người coi Gzone TV sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi thêm hạnh phúc bên với người yêu của mình nữa nha. Rồi thay mặt cho Gzone TV chúc bạn có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, và đặc biệt là tìm kiếm được người yêu mới để có một năm mới ấm áp, tràn đầy hạnh phúc. Chào và hẹn gặp lại bạn nha. Gzone TV chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Kính chúc người xa gặp lành tất sang.